Ngay từ sáng sớm, các thành viên hội phụ nữ phường Nghĩa Đô cùng người dân địa phương đã có mặt tham gia dọn dẹp rác thải, khơi thông cống rãnh. Đang trong cao điểm phòng chống dịch COVID-19 nên hoạt động dọn vệ sinh này cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch của thành phố. Tuy vậy, người dân vẫn rất hồ hởi phấn khởi tham gia. Cái việc này hôm nay là hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, nhưng việc làm vệ sinh này là thường xuyên vào sáng thứ Bảy và ngày lễ và ngày Tết là chúng tôi thường xuyên thực hiện, làm từ 5 rưỡi sáng. Tất cả các chị em, tuy rằng có những chị em hơn 70 tuổi nhưng vẫn rất nhiệt tình tham gia, nó là thường xuyên rồi. Dọn vệ sinh đường phố, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh, trồng hoa để tạo cảnh quan đẹp là những việc làm được Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh Niên Phường Nghĩa Đô tổ chức thực hiện thường xuyên. Qua đó không chỉ giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn. Đã sạch từ ngày nào chúng tôi cũng làm sạch sẽ rồi, bà con rất có trách nhiệm. Tại vì môi trường mà không sạch thì cái cuộc sống trong lành của chúng ta không thể sạch được. Cho nên là vừa hưởng ứng lời kêu gọi của Ngày Thế giới cũng là trách nhiệm của từng người trong cái cộng đồng để cho nó sạch, môi trường sạch sẽ để cho người dân đang cái thời kỳ dịch bệnh này càng phải sạch. Những cái chỗ mà rác thải bẩn thì là các bạn sẽ cùng phối hợp với cả các tổ dân phố để đi làm dọn những cái chỗ mà rác thải bẩn và chưa sạch. Và ngoài ra thì những cái điểm mà còn tồn tại chân rác thì đoàn phường tổ chức việc là sẽ vẽ các cái tranh tường bích họa để làm sao để người dân không để những cái chân rác tại những cái điểm đó nữa, làm đẹp cảnh quan môi trường, chứ không chỉ riêng gì Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6. Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy cũng như nhiều địa phương khác trên khắp thành phố Hà Nội đã triển khai các hoạt động gìn giữ môi trường do người dân tự quản. Chính quyền địa phương và các đoàn thể cùng tham gia thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa tích cực trong thực hiện phong trào bảo vệ cảnh quan môi trường. Cũng hưởng ứng cái tháng hành động vì môi trường vào Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ủy ban phường Nghĩa Đô cũng đã triển khai cái công tác về vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, thì cũng nâng cao cái nhận thức của nhân dân rất là cao và nhân dân hưởng ứng rồi rất nhiệt tình và nhìn thấy đường làng ngõ xóm rất là khang trang sạch sẽ, là đảm bảo được cái đô thị văn minh của trên địa bàn phường Nghĩa Đô nói riêng và quận Cầu Giấy nói chung. Những hoạt động làm sạch môi trường tại các khu dân cư tự quản như thế này ngày càng trở thành phong trào sâu rộng, đang tiếp tục lan tỏa đến nhiều nơi trong toàn thành phố, góp phần tạo môi trường sống xanh sạch trong quá trình xây dựng đô thị văn minh.